Xe taxi phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các loại xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1 tháng 8 năm 2020 thực hiện đổi sang biển số màu vàng chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Công an đã ban hành thông tư 58 quy định như sau: thu hồi đăng ký biển số phương tiện xe cơ giới đường bộ. Theo đó, biển số sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen, series biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây. Đấy. Này là cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải nhé. Tất cả xe hoạt động kinh doanh vận tải. Đối với xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư 58/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 nhé, năm 2021. Trong đó xe hoạt động kinh doanh vận tải bao gồm có xe buýt, xe tải, xe chạy hợp đồng, xe khách. Thông tư 58/2020 có hiệu lực thi hành bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 năm 2020. Vậy là tất cả các loại xe kinh doanh vận tải là phải đổi sang biển số màu vàng, chữ và màu đen nhé, trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.